qua, quận Bình Tân đã tổ chức lấy mẫu diện rộng tại chợ khu phố 2 và hai điểm khu dân cư trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân với số mẫu là 2.000, do các khu vực này có liên quan đến các ca nhiễm liên quan chuỗi E3 và bệnh nhân 11.993. Qua đánh giá tình hình dịch bệnh tại phường An Lạc, ngày 17 tháng 6, thành phố đã quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại phường An Lạc, với số mẫu dự kiến là 15.000 mẫu. Hoạt động này nhằm giúp rà soát, phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng. Hoạt động tại các chợ là một trong những hoạt động thiết yếu nhưng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do là nơi giao lưu tiếp xúc nhiều. Để đảm bảo phòng chống dịch tại chợ, các tiểu thương, người đi chợ cần nâng cao cảnh giác phòng bệnh, tuân thủ thực hiện theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý chợ cần triển khai bộ tiêu chí an toàn tại các chợ.